xin thưa quý vị, khi tôi đọc đến câu nào đối với những lãnh đạo các đảng đối đỏ, gặp tôi Nguyễn Văn Hùng, công an và qua xuyên đảo hai đô, đặt một số nghe cho các trọng tài xe đạp. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.